Untuk diri sendiri.
Các thầy đang chuẩn bị trang phục để đón tướng. Áo rất đẹp. Đón tướng ấy. Thank you.
mà bác kia ở đây tí nhóm đấy, đây mà anh muốn đẹp mẫu như đẹp chụp ảnh cho ba. À, được một cái mía à bà? Thank you.
cân chung lê lông mà xả có đó là lòng thương hương nấu cố kinh đường đường để ăn trong đóng cho trong sát đóng trong lông sinh nơi đó để làm áo ngâm lên áp một lông làm mà ăn nó lông co có ra cái lông bằng mương nấu lên lông ba mà xả áo thầy thì kinh cao mà ăn lệch kinh chất thì tăng khang kinh lệch là phiểu căng kinh cao là phiểu ngàn đường nào áo thầy kinh lệch là phiểu bông kinh đường đầu là bằng kê đen bà bóng chụp cái này đây là bóng bóng bay là chụp bay bay cái này là có tiếng rồi chứ nhỉ? Đó rồi. Đừng vào gần quá. Kèm ra quá tươi quá.
Thank you.
thì mình có được nào chấp nào thu nào chấp nào thu con mắt vắng nơi lý làng thiết tình con nơi lý đồng mắt vắng nơi lý làng thiết tình con nơi lý đồng cầu nam này chấp bước con ta ngay nhau thiết tha tương tha cầu nam chấp bước lạnh đi Em bạn ơi, xong nghi lễ đón tướng rồi nhỉ bạn nhỉ? Xong nghi lễ đón tướng rồi bạn? Chưa. Muốn trâu, muốn trâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ba điểm ơi. Thằng ngồi xuống đi. Dạ, thằng ngồi xuống đi. Thank you.
Các then mệt rồi, tí lại nhảy tiếp, tí lại múa trầu tiếp, cho cháu xuống nhờ với. Tí lại múa tiếp chứ thầy. Then mạnh mệt quá nhỉ? Then này tên là gì? Then Oanh à? Đắk Lắk à? Học trò của thân học nhỉ? Thân anh trẻ lắm nhỉ? 30 tuổi chưa? 39 39 là 31 Mày thăng ơi! Nhưng mà các em múa trầu xong rồi các bạn nhé. Chúng ta tạm dừng tại đây để tí nữa xem những cái nghĩa. Tạm dừng các bạn nhé.